Thực hiện chương trình tổ chức khám, sàng lọc bệnh nhân dịp tháng thanh niên 2024, sáng nay tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Những đối tượng được khám bệnh trực tiếp ưu tiên dịp này gồm gia đình chính sách, người cao tuổi có bệnh lý nền, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, đối tượng khám sàng lọc ung thư phổi là người trên 40 tuổi. Trong đó có khám bệnh tổng quát và chuyên sâu, chụp X quang và các chương trình y tế công cộng cho người dân, sử dụng xe chụp lưu động và thiết bị xét nghiệm nhanh của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, bao gồm xét nghiệm tiểu đường và ure máu, kiểm tra nhịp tim và huyết áp, X quang thẳng, điện tâm đồ, siêu âm, khám nội tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, chuyên khoa mắt. Triển khai tư vấn cài đặt app Svaka chăm sóc sức khỏe từ xa cho người dân có nhu cầu, tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Bón, 101 tuổi, sinh năm 1923 ở thôn Khúc Tháp, xã Phụng Công, huyện Văn Giang.